trên sân khấu. Đại diện nhà gái xin mời bà Hoàng Thị Hoan cũng sẽ bước lên trên sân khấu tổ chức hôn lễ cho hai con của mình trong buổi chiều hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Đại diện trên sân khấu,
là đông đủ đại diện hai bên gia đình, nhà trai, nhà gái và cặp đôi nương đẹp nhất của chúng ta hôm nay, chú rể Vân Tới và cô dâu Hồng Thu. Quý vị hãy cùng nhau ngước mắt lên trên sân khấu, cùng nhau chiêm ngưỡng cặp đôi nương đẹp nhất trong buổi trưa hôm nay đã. Cả duyên trời tiền tình, để rồi hai bạn đã gặp nhau tình thắm vất vương, để rồi anh thương trong dạ thì em thương trong lòng, và tình yêu thì đã chín muồi rồi, thu về dùng bạch. Mẹ ơi, mua bàn cùng chiếu sắm giường cho con. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, tình yêu của đôi bạn trẻ của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay đã trải qua một thời gian tìm hiểu rất dài, rất lâu, đặc biệt là rất đậm sâu ở trong lòng, để đến ngày hôm nay đây, tình yêu của đôi bạn trẻ đã đủ năm, đủ tháng, đủ ngày, đủ tiền, đủ gạo, đủ đạo làm chồng, đủ công làm vợ, đủ cả chữ nợ, đủ cả chữ duyên, và đặc biệt đủ cả quan viên bốn họ hai nhà đã cùng có mặt đông đủ để chúc mừng hạnh phúc cho cặp đôi nương của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Và xin mời quý vị, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho chú rể Văn Thu và cô dâu Hồng Tới. Xin trịnh trọng tuyên bố buổi lễ thành hôn mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ sẽ phép được bắt đầu. Dạ vâng, quý vị hãy rót rượu vào chén rượu của mình đi ạ. Xin mời quý vị hãy cùng nâng chén rượu để chúc mừng hồi hôn ạ. Vâng, xin mời đại gia đình chúng ta sẽ cùng nâng những chén rượu để khai tiệc và cảm ơn toàn thể quý vị đã có mặt đông đủ trong buổi trưa hôm nay để đến chung vui với gia đình. Dạ vâng, xin mời ạ. Quý vị đâu ạ? Chén rượu đâu ạ? Vâng, xin mời. 1, 2, 3, xin mời uống ạ. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, đúng là đi khắp thế gian thì không ai tốt bằng mẹ, bằng gánh nặng cuộc đời thì không ai khổ bằng cha. Tần tảo sữa mông cha mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy cha mẹ che chở cho cuộc đời con. Trong ngày vui, ngày trọng đại hạnh phúc như ngày hôm nay, những người làm cha làm mẹ có những món quà thay cho tấm lòng của mình dành tặng cho hai con, mong muốn rằng hai con sẽ chung sống thật là hòa thuận, chung sống thật là hạnh phúc đến đầu bạc giang long. Dạ vâng, kính thưa quý vị, anh em đúng là như tay với chân, như da với thịt mà như cây với cành. Trong ngày vui, ngày trọng đại hôm nay cũng không thể thiếu được những người anh, người chị, những người anh em sẽ dành những món quà yêu thương cho anh chị của mình. Tiếp theo, món quà đến từ em Hoàn sẽ lên trao cho anh chị của mình những món quà yêu thương trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, trong ngày vui, ngày trọng đại hạnh phúc hôm nay, cô dâu chú rể sẽ trao cho nhau một kỷ vật thiêng liêng nhất cuộc đời mình, đó chính là chiếc hiến cưới. Vâng, xin mời cô dâu chú rể sẽ tiến ra giữa sân khấu một chút, cùng trao cho nhau kỷ vật thiêng liêng, đó chính là chiếc hiến cưới ạ. Dạ vâng, kính thưa quý vị, chú rể Văn Thu như muốn nói với cô dâu Hồng Tới rằng anh sẽ trao cho em tuy rằng không phải một chiếc nhẫn kim cương nhưng nó có chứa tình thương dạt dào, em yêu anh lắm phải không nào, đưa tay đây để anh đeo nhẫn vào cho em. Rất là vui vẻ đúng không ạ? Vâng, xin mời hai bạn sẵn sàng đi ạ. Vâng, xin mời cô dâu chú rể hãy quay mặt vào nhau đi ạ. Hơi bối rối một chút đúng không ạ? Hơi run nhưng nó chứa chan cả một niềm hạnh phúc ạ. Xin mời cô dâu đặt tay vào chỗ cần đặt ạ. Khi hôn thì hai bạn thường đặt tay vào đâu ạ? Xin mời. Vâng, đặt một tay thôi ạ. Vâng, xin mời hai bạn đặt cả hai tay cho mạnh mẽ lên ạ. Vâng, và quý vị hãy cùng đếm nhá. Quý vị ơi, cùng đếm ạ. Và tôi có một điều kiện như này ạ. Khi mà quý vị vỗ tay càng dài thì cô dâu chú rể của chúng ta hôn nhau càng lâu được không ạ? Vâng, xin mời quý vị cùng vỗ tay ạ. 1, 2, 3, xin mời. Vâng, rất tuyệt vời, một nụ hôn ngọt ngào cháy bỏng mà chú rể đã dành tặng cho cô dâu trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin chúc cho đôi bạn trẻ của chúng ta sẽ trăm năm tình viên mãn, bắt đầu nghĩa phu thê. Còn là giây phút ở đây, xin mời hai bạn hãy trở xuống về với những bàn tiệc, nâng những chén rượu hồng. Cảm ơn toàn thể quý vị đến mừng hạnh phúc cho hai bạn trong buổi trưa nay. Xin kính mời. Xuống Hà Nội bay điệp cuối son bà chùa
trời coi hai.